Xin chào tất cả quý vị và các bạn. Trước mắt quý vị và các bạn là chiếc máy hai bèo 550W, sản mẫu mới nhất năm 2020. Thì chiếc mẫu máy này nó có khác biệt so với năm 2019 là hai lưỡi dao ở dưới được thiết kế lưỡi dao cong, nó sẽ sắc bén hơn và sẽ thái nhỏ hơn. Hai lưỡi dao ở trên thì vẫn giữ nguyên cái model ban đầu, đấy là dao thẳng. Thì bây giờ em có chuẩn bị một chút bèo, dao lục bình để thái cho quý vị và các bạn xem. Bây giờ thì chúng ta sẽ tiến hành bật công tắc. Ở đây bên sườn nó có một cái công tắc. Dòng này là dòng motor 550W và tốc độ quay là 2800 vòng một phút ạ. Nó là dòng tua nhanh. Chúng ta sẽ bật công tắc. Máy chạy rất là êm ạ, rất là êm lái. Bây giờ thì chúng ta sẽ cho bèo vào. Ở đây em có chuẩn bị cho bèo lục bình, chúng ta cứ để đứng này thôi. Chiếc máy này năng suất ước đạt khoảng 250 kg một giờ, nó rất là nhanh. Thì em thái của bán nó đang cả trời cũng trọi rồi. Bỏ chậu ra đi. Bây giờ là nó đang thái đầy cái chậu này rồi, và chúng ta khi mà chúng ta nhìn thấy chậu bèo này mà nó còn hơi lớn để không phù hợp cho vịt con hay gà con ăn, thì chúng ta sẽ đặt một chậu khác vào và chúng ta sẽ đổ lại nguyên liệu lần thứ hai, thì nó sẽ đạt tỷ lệ nhỏ ra hơn rất là nhiều đấy. Chúng ta còn muốn nhỏ nữa chúng ta sẽ cho thêm, nhưng em nghĩ là rất là ok để chúng ta có thể cho gà hay cho vịt con đều ăn đều rất là tốt đấy. Chiếc máy này năng suất khoảng 250 kg một giờ, nó thái cực kỳ nhanh, một chậu chắc chỉ hết tầm khoảng độ tầm chừng cỡ chừng hơn một phút một chút xíu. Để biết thêm thông tin chi tiết về sản phẩm thì quý vị cứ đọc liên hệ theo số điện thoại ở dưới màn hình để được tư vấn và hỗ trợ về sản phẩm máy thái bèo 550W. Xin cảm ơn. Quý vị tìm kiếm điện máy bình dân và nhấn nút đăng ký, nhấn vào nút chuông để không bỏ lỡ những video mới của mình nhé. Xin cảm ơn.